Kính chào khán giả đang đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 50 đến 20 giờ hàng ngày. Thanh Lâm và Phương Dung rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ, thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2024. Chương trình sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại tỉnh Nghệ An mà chương trình đã từng thông tin, Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức trao thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích trong vụ án bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Cửa Lò. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa các lực lượng để điều tra, triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Tối qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Ngãi cho biết đã kịp thời ngăn chặn và chăm sóc một bé gái nghi bị kẻ xấu dụ dỗ. Trước đó, vào trưa hôm qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ nhận tin báo Công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cháu K, 13 tuổi, trú xã Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, nghi bị người lạ dụ dỗ lên xe khách để vào các tỉnh thành phía Nam. Quá trình kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1, tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều chốt đón chặn. Đến gần 20 giờ cùng ngày, tổ công tác dừng xe khách bị kiểm soát 51B31019 lưu thông hướng Bắc Nam. Kiểm tra trên xe có bé gái đúng tên tuổi, đặc điểm nhận dạng như tin báo nên tạm giữ cho bé và chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần. Bước đầu qua làm việc, cháu K khai quen một người ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua Facebook. Từ đó hai người mến nhau và đối tượng kia chủ động chuyển tiền để cháu K mua vé xe vào thành phố Hồ Chí Minh chơi. Hiện cán bộ chiến sĩ Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ phối hợp với công an địa phương lập biên bản và bàn giao cho bé cho gia đình đưa về nhà. Liên quan đến tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện hơn 15.800 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ hợp pháp. Lô hàng có tổng trị giá ước tính trên 15 tỷ đồng. Theo đó, ngày 2 tháng 2 vừa qua, đội quản lý thị trường số 2 của quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra 3 xe ô tô tải đang đậu đổ tại bãi đất trống thuộc khu phố Bình Hòa, phường Bình Dân, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe tải có 15.818 chai rượu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa và phương tiện tạm giữ ước tính trên 15 tỷ đồng. Qua làm việc, các tài xế xe tải khai nhận được thuê làm tài xế vận chuyển mặt hàng trụ ngoại và đường cát nhập lậu từ các tỉnh Long An, Bình Phước về tỉnh Bình Dương để phân phối đi các tỉnh thành tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhân viên nhà xe Trung Kiên liên tục chửi bới và dùng tay tác động vật lý vào mặt một người phụ nữ trước mặt nhiều người. Sự việc được xác định xảy ra tại đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn giữa tài xế xe khách và khách đi xe. Theo nội dung video ghi lại, sau khi vượt qua tiếng lại, người đàn ông được cho là nhân viên của nhà xe Trung Kiên có văn phòng ở thành phố Lào Cai đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt người phụ nữ hành khách đi xe, khiến người này choáng váng và liên tục lên tiếng thanh minh. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục chửi bới và hung hãn tấn công mặc cho cả sự can ngăn của những người chứng kiến. Sau khi clip được đăng tải đã thu hút rất nhiều người theo dõi bình luận. Đa phần ý kiến đều rất bức xúc với hành động của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm. Xác nhận sự việc, lãnh đạo công an phường Lào Cai cho biết hiện đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân và đang trong quá trình xác minh xử lý.
Quý vị, liên quan đến việc xử lý nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Bộ Y tế đang lấy ý kiến chuyên gia để xác định nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở tài xế làm cơ sở để xử phạt theo yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng cần xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng vượt mức 3 dù chưa gây hậu quả. Như vậy có thể hiểu theo quy định của pháp luật thì không có mức tối thiểu cho nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tức là chỉ cần khi thực hiện đo nồng độ cồn của người lái xe tham gia giao thông phát hiện ra có nồng độ cồn đều sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Còn về tình hình vận chuyển hành khách dịp Tết Giáp Thìn, thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất, thống kê từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 đến ngày hôm qua, ngày 5 tháng 2, đã có tới hơn 700 chuyến bay trong tổng số 1.103 chuyến bay có lịch khai thác tại sân bay này bị chậm giờ, chiếm hơn 50% tổng số chuyến khai thác. Trái ngược với sân bay Tân Sơn Nhất, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sáng nay cho biết, trong các ngày cao điểm Tết từ 1 đến ngày 5 tháng 2, ngày 22 đến 26 tháng Chạp, ngành đường sắt tổ chức chạy 83 đoàn tàu khách xuất phát từ ga Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung, miền Bắc để đưa người dân về quê sum họp cùng gia đình. Các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn đạt tỷ lệ đúng giờ 100%. Bên cạnh đó, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã phối hợp với ga Sài Gòn, công an địa phương tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn trật tự hành khách tại nhà ga, đồng thời bố trí nhân viên thanh niên tình nguyện tại nhà ga để hướng dẫn hỗ trợ hành khách lên xuống tàu được thuận tiện nhanh chóng. Chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác. Liên quan đến tội phạm về pháo nổ dịp Tết, thưa quý vị, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 3 đối tượng về các hành vi buôn bán tàng trữ pháo nổ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Hà Thị Thanh Trúc cầm đầu đường dây và Hoàng Thị Cẩm Lệ, Lê Văn Dưỡng cùng trú tại thành phố Huế để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Và cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Hà Thị Thanh Trúc, Hoàng Thị Cẩm Lệ, Lê Văn Dưỡng. Tại thời điểm bị bắt, Lệ thông qua ứng dụng Zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc, trong đó có Dưỡng với số tiền 42 triệu đồng. Sau khi nhận số đề cho các đối tượng, Lệ chuyển cho Trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày. Chỉ trong 4 ngày gần nhất, Trúc đã có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Trúc khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 10 năm 2023 đến nay, tổng số tiền giao dịch khoảng 19 tỷ đồng.
Công an xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai mới đây đã kiểm tra hành chính nhà Lê Quốc Khánh, 20 tuổi, ngụ ấp 1 xã Xuân Quế, thì phát hiện bắt quả tang Khánh và Võ Nguyên Trung Hiếu, 19 tuổi, ngụ cùng xã Xuân Quế, đang có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một gói ni lông bên trong có chứa cành, thân lá, hoa thảo mộc khô cắt nhuyễn, nghi là cỏ Mỹ và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Vụ việc công an đang xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những ngày giáp Tết, các hoạt động văn hóa gìn giữ truyền thống ý nghĩa được tổ chức khắp các đơn vị địa phương. Mới đây, đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã phối hợp với đoàn khối các cơ quan tỉnh và các đơn vị tổ chức hội thi gói bánh chưng nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là hoạt động thuộc chương trình Xuân Yêu Thương do tỉnh đoàn Đồng Nai phát động nhằm chăm lo đời sống cho bệnh nhân, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Hội thi gói bánh chưng là hoạt động thường niên của đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Năm nay, hội thi thu hút 11 đội thi, trong đó riêng bệnh viện có 8 đội đến từ các chi đoàn, các khoa nội ngoại cấp cứu, khám bệnh, liên chuyên khoa, dược sản, gây mê hồi sức và các chi đoàn hành chính. Các đội đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu lá chong để gói 11 nồi bánh chưng. Mỗi nồi không giới hạn số lượng bánh, mỗi bánh nặng khoảng nửa ký. Chi đoàn nội 2 thì đã chuẩn bị gói khoảng 30 bánh. Dạ, bọn em chuẩn bị lá, chia nhau, mỗi người chuẩn bị mỗi thứ, người chuẩn bị lá, người chuẩn bị gạo, người chuẩn bị nếp, đậu xanh. Thì hội thi gói bánh chưng sẽ làm cho nhân viên rồi ở trong bệnh viện trở nên đoàn kết hơn, gắn bó hơn sau mỗi hội thi. Hội thi năm nay còn có sự tham gia của đông đảo đoàn viên đến từ đoàn thanh niên thuộc cụm số 2, đoàn khối các cơ quan tỉnh. Hội thi là cơ hội giúp đoàn viên thanh niên y bác sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm gói bánh chưng, loại bánh truyền thống ngày Tết của dân tộc. Qua đó còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị. Sau khi nấu bánh xong, các đội trong bệnh viện sẽ gửi lại ban tổ chức 10 cặp, 20 bánh để trao tặng cho bệnh viện đang điều trị tại bệnh viện, hốt được về nhà đón Tết. Dạ, em cảm thấy rất là vui. Thì gói bánh chưng thấy đông vui, nhiều người như vậy, thấy là không khí rất là vui vẻ. Tập gói bánh chưng cho ngày Tết, tặng cho những người khó khăn, có thể làm cho gia đình mình ăn nữa. Vừa tổ chức hội thi tạo sân chơi và lưu giữ cái nét đẹp văn hóa, cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam cho các bạn đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó thì những cái đoàn bánh chưng, bánh tét thì sẽ được trao tặng cho các bạn đoàn viên thanh niên khó khăn. Đặc biệt là trong năm nay thì Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh, đặc biệt là ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tổ chức cái hội thi gói bánh chưng, bánh tét để dành tặng cho các cái bệnh nhân không có điều kiện về quê hoặc là về nhà đón Tết do là phải điều trị tại bệnh viện, thì đây cũng là một cái cử chỉ rất là đẹp. Những chiếc bánh được đoàn viên thanh niên, các nhân viên y tế tự tay gói, mang trong đó lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến người bệnh, mong muốn bệnh nhân mau hồi phục sức khỏe để tận hưởng năm mới an lành, hạnh phúc hơn.
Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình tin nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin nóng 24 giờ ngày mai, 19:50 trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tin nóng đồng nai@gmail.com. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.